Đây là tác phẩm Mưa Acid. Còn đây là tác phẩm Năng lượng sạch Việt Nam. Những bức tường ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu, Mai Thị Lựu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 27 tháng 7 đã được mang những màu sắc khác. Cuộc thi vẽ tranh tường đường phố với chủ đề Thành phố 2030 do tổ chức Change và 350.org phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phát động. Những họa sĩ là các học sinh, sinh viên. Nội dung các bức tranh trên tường nói về chủ đề biến đổi khí hậu và năng lượng sạch. Graffiti bây giờ không chỉ là vẽ bậy. Qua cuộc thi này, các họa sĩ graffiti có thể sáng tạo một cách hợp pháp. Ý nghĩa của bức tranh này là em muốn mọi người là phải quan tâm một chút tới môi trường, tại vì tụi em là có một biểu tượng là mẹ thiên nhiên là đang tức giận và đang giữ lại cái mầm cây cuối cùng. Dạ, lên ý tưởng thì tất nhiên là có nhiều khó khăn, là cãi nhau trong nhóm, rồi khó khăn thì vô vàng thì tụi em cũng không có cãi, nhưng mà đa số là tụi em rất là vui tại vì được góp phần là vô cái thành phố này thì có một vài tác phẩm của mình được lên tường trong thành phố Hồ Chí Minh này. Cái con đường này rất là dễ thương và có vẻ rất là tươi mới, tác động vào bản thân mình ý thức về bảo vệ môi trường. Tôi thấy những hành động của tuổi trẻ hôm nay làm những cái việc này rất là có ích cho xã hội. Cô cũng coi như là hưởng ứng các cái phong trào của chính quyền địa phương để đồng ý cho các bạn trẻ làm như thế này. Thông qua những cái tác phẩm nghệ thuật đường phố thì Jane muốn gửi gắm đến những cái thông điệp về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Một cái giải pháp mà giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu là việc sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Thì Jane muốn mọi người hiểu thêm về những cái giải pháp của giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giúp cộng đồng hướng đến một cái tương lai mà ở đó mà cái việc sử dụng năng lượng tái tạo càng trở nên phổ biến, thay thế cho nhiệt điện than và nhiên liệu hóa thạch để giúp cho cải thiện ô nhiễm không khí và giúp hướng tới một cái tương lai mà Việt Nam xanh sạch hơn. Những bức tranh này cho thấy một điều: nếu được đầu tư đúng mức hơn, graffiti sẽ khiến đường phố thành phố Hồ Chí Minh trở nên đẹp mắt và thu hút, chứ không chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc mà người ta thường thấy.